Through the virtuous Sangha, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Cùng thính đại đức tăng thính, vì thứ pháp hồi cập nhập thiết chúng sanh, thính chuyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như a liêu sanh thoát từ ly khổ đạt là tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sādhanto Sucedo ye alahadi samyau samputo siye. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Gia Đa Gia A La Hà Đề Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons, beautiful to encounter. Now that I'm unable to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles. Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wan jie nan zhou yu wo jin jie wo de shou qu yin jie ru lai zhe xu. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Left Home People, and all good advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, Sư Phụ Sang Rèn, Ngư Vệ Chú Cháu Rèn, Ngư Vệ Sang Chí Sư, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, Kinh Thưa Hồ Tường Thiên Hóa, Quý Thầy Cô và Quý Thịnh Thức Thức, A Di Đà Phật. Today is the 2nd of April, 2017. We are gathered in Rosemead, California, Lumong Mountain Temple, to discuss the Heart Sutra. We presently on slide 469, another 40 slides to go, meaning probably another year or so. And then we're going. We have been discussing the last paramita or the last bodhisattva practice, number six bodhisattva practice, called the wisdom or wisdom paramita. Đang chúng ta đang giảng về cái bát nhã ba la mật, cái pháp Bồ Tát tu thứ sáu. We have some new people, so I will quickly go over, do a summary to help them situate where so that they can follow the contents a little bit. The Bodhisattva practice, the Bodhisattva way, is summarized into the six paramitas. Tất cả những cái pháp Bồ Tát đạo đều được bao gồm trong cái lục ba la mật. And the paramitas is a Sanskrit word that means arriving at the other shore. Ba la mật là chữ phạn, có nghĩa là đáo biển ngàn. Meaning that you accomplished it, you succeeded, you got to your goal. Đáo biển ngàn là qua cái bờ bên kia, tức là mình qua được cái bờ giải thoát, tới được cái mục tiêu của mình. Because in Buddhism, why is it called arriving at the other shore or accomplishment? Tại sao bên Phật giáo mình là gọi là đáo biển ngạn hoặc là cái sự thành công là gì? The success in Buddhism
is revolves around being able to get out of suffering, attain bliss. Cảm ơn con. Vì khi Phật giáo chúng ta đó, khi trung điểm, trọng điểm là tìm cách đắc giải thoát và đạt cái niết bàn. Thì khi vị đạt niết bàn, quý vị sẽ liễu khổ và đắc lạc. Meaning once you get to Nirvana, you will always be happy, you never suffer again. Có nghĩa là khi quý vị đắc niết bàn thì quý vị sẽ liễu khổ và không bao giờ khổ mà luôn luôn được sung sướng. Okay, this is called in Buddhism it's called true happiness. Phật giáo mình gọi là chân hạnh phúc, chân lạc. Actually it's called true bliss. Okay. So in order to get there, in order to get to Nirvana, you basically have to become enlightened. Đạo bị ngã là quý vị đắc giác ngộ. Okay. When you become enlightened, you never suffer again. Một khi đã đắc giác ngộ rồi thì quý vị sẽ không bao giờ khổ nữa. All right. So that's in order to get there. So all the bodhisattvas practice the six paramitas, and mỗi cái Bồ Tát đều tu cái lục ba la mật này. And we talked about the first paramita being giving paramita, second paramita being the precepts, morality paramita, third paramita is the patience paramita, the fourth is vigor, number five is samadhi, and number six, the current one is wisdom paramita. Thì lục ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, định ba la mật, và cuối cùng cái này là bát nhã ba la mật. So wisdom parameter is the wisdom that enables you to you have the wisdom to transcend all suffering, to transcend the world. Cái bát nhã là cái trí huệ mà quý vị có thể vượt qua cái tất cả cái khổ sở, vượt qua cái sự lục đục của người phàm phu. So far so good. And last week we talked about the three kinds of prajna wisdom. Thì tuần vừa rồi chúng ta giảng qua là có ba cái loại bát nhã ba la mật, là cái chư hệ bát nhã. There is one is called hearing, number two is contemplative, number three is cultivation. Thứ nhất là văn bát nhã, nghĩa là sao? Là khi phải nghe, phải học cái chân lý. Hearing is you need to hear the truth principles. Okay, you need to educate yourself about the principles. Phải nghiên cứu về nghe những cái chân lý này. And as you hear these principles, you read about these principles, you will plant the seeds of prajna seeds in your consciousness. Một khi một quý vị nghe những cái chân lý này, thì quý vị đang trồng cái chủng tử vào cái tiềm thức của quý vị, hoặc là cái bát thức đó, là giá thức đó. You plant the seeds of these prajna wisdom seeds into your eighth consciousness. All right, and that's why it's very important. It's like farming. Nó không khác gì là chúng ta trồng trọt hết. In order for us to have the rice and to have a harvest, you need to first plant the seeds. Okay? Thì trước khi mà muốn được được hái quả hái hoa, quý vị phải trồng cái chủng tử, hạt giống cái đó. Thank you. Để trồng hạt giống. So same. So in Buddhism, the same thing. In order for you to have the prajna wisdom, you need to first plant the seeds of the seeds, so that in future they will blossom and become prajna wisdom that you can use. Thì cũng giống tương tự như vậy đó, là quý vị muốn sau này có cái chư hệ bát nhã thì trước hết là phải trồng cái chủng tử của cái bát nhã cái đó.
thì sau này thì giống như trồng lúa, sau này trồng cái cây gạo rồi thì sau này mới trở thành lúa được. So far so good. Okay, so that's why the first part is about hearing, hearing prasya. Thành ra cái chư hệ đầu tiên là cái văn huệ. Okay. Normally is a part of planting seeds. Đó không phải riêng cái hệ bát nhã này nó quan trọng tại vì cái việc trồng với chủng tử. But also, why is it important? Quan trọng thứ nhì, phần quan trọng thứ nhì là cái gì? It's also very important because it helps you stay on track. Cái quan trọng thứ nhì mà người ta không biết á, là người ta không hiểu cái tầm quan trọng này, là quý vị mà nghe cái có cái văn huệ thì quý vị tự động không thể tránh được, không bị lạc được. Okay, the reason that you don't become enlightened is because you get sidetracked and you get off the tracks. Lý do quý vị mà bị lạc đường là tại vì quý vị không chú ý tới những cái lời chỉ dẫn trong cái lời Phật dạy. Okay. So for example, we just got a Catholic church. Như ví dụ chúng ta mới tậu được cái nhà thờ. And my students met with a Catholic group who's been meeting there. Thì học trò của thầy đó ngày hôm qua đi gặp những cái người bên Công giáo mà họ tới cái nhà thờ đó họ hoạt động. Okay, đã lâu rồi, đã rất nhiều năm rồi. And so they are fundamentalist Catholics. Họ là cái Công giáo, mà Công giáo loài ngày xưa đó rất là bảo thủ. And they are into, they look at us and say, oh, you're a Buddhist, so you know that God loves you. Nhìn chúng ta mấy sư cô mấy thầy ấy, là người xuất gia bên Phật giáo mình, mà họ mở miệng ra nói ngay lập tức á là quý thầy cô có biết không, là Thượng Đế thương thầy cô dễ sợ lắm. It's a good thing I wasn't there. Cái may mắn cho họ là không có mặt ở đó. If I were there, I would have said, your God loves me a lot more than you can ever imagine. Nếu thầy mình có mặt ở đó, thầy đã trả lời ngay lập tức. Thầy nói là quý vị không biết rằng là Thượng Đế quý vị đó thương mến chúng tôi nhiều hơn quý vị có thể tưởng tượng được. Why? So these people, it's funny, these people really believe in their teaching. Cái hay á, mà rất đáng rất phục á, là những cái người này á, họ hoàn toàn tin tưởng vào cái lời dạy của Thượng Đế. They really believe in the Bible teachings. Okay? And they said, the only truth we believe in is the Bible. Họ nói rằng á, chỉ có cái Thánh Kinh mới là có cái sự thật thôi. Okay? And that, because of that belief, they will never become enlightened. Nếu họ tin như vậy, họ sẽ không bao giờ giác ngộ được. Why? Because they are veering off the right track. Tại vì họ tin như vậy, họ sẽ đi lạc đường. Whereas, if you have, you follow the prajna teachings that you heard, ngược lại, nếu quý vị chịu khó mà đi theo, tin tưởng, đặt lòng tin vào cái con đường mà văn huệ quý vị có, những cái lời Phật dạy đó, thì quý vị sẽ đi tới cái Phật quả. Then you get to the Buddha fruition. If you follow Catholic teachings, you get to the God fruition. Ngược lại, quý vị đi theo con đường mà bên công giáo họ vạch ra đó, thì quý vị trong tương lai sẽ trở thành thiên nhân quả trời. Alright, so far so good. So that's the whole point. And that's why hearing the proper principles is very important. Thật ra quý vị không thể nào quay thường cái tầm quan trọng
của mình phải nghe cái chánh pháp, mình phải nghe đích cái tai lắng nghe là tốt nhất. As I said last week, hearing the true principles, okay, is the best way to plant to develop your hearing prasya, hearing wisdom. Thành ra mình tới đích thân tới, you personally listen to it, okay? Whether you attend a lecture or you hear it or on the internet, okay? Hearing, you need to hear with your ears. Best way is hear it with your ears. And tốt nhất là quý vị lắng tai mà nghe với cái lỗ tai của mình. In particular, you hear it from enlightened masters, nhất là cái vị nghe trong những cái lời dạy của những cái vị thầy mà đã giác ngộ rồi. That's the best way to plant the it's the best way that's a higher forms of hearing prasya. Quý vị mà nghe được cái lời giảng của một cái vị thầy vị tăng ni đó mà họ giác ngộ rồi thì cái huệ bát nhã là cái loại cao hơn. So far so good. And the second kind of wisdom is contemplative. Cái loại trí huệ bát nhã thứ nhì gọi là tư bát nhã. Contemplate. The Buddha called it contemplative or in Chinese. Cái chữ tư huệ này đó là Đức Phật dùng. It's to denote the method, the principal method of developing this wisdom. Cái tư này đó là cái lời Phật dạy là mắt cho chúng ta con đường, cái cách mà mở trí huệ này là bằng cách tư duy. You need to think about it, you need to contemplate it. Cái vị phải quán lưu quán tới cái chuyện này. And then you contemplate it, you will be able to develop it. Cái vị quán tưởng như vậy thì cái vị sẽ trong tương lai sẽ mở được cái trí huệ này. So far so good. Meaning you contemplate. What are you contemplating? You're contemplating emptiness. Quý vị quán tưởng, okay, tư duy cái không của cái vũ trụ này. Okay, and that's how you attain the second kind of wisdom, is the contemplative wisdom. And bởi cái vị quán về cái không đó, thì trong tương lai quý vị sẽ đắc được cái tư huệ này. Okay, what does it mean when you have, what happens when you have this contemplative wisdom? Khi quý vị mà đắc mở được cái tư huệ này, chuyện gì sẽ ra? You will be rid of your attachments to yourself. Thì lúc đó quý vị sẽ gỡ bỏ được cái ngã chấp. You see that the self is empty. Nó quý vị thấy rằng á là cái ngã mình thiệt sự nó là không có, nó là không thôi. I'm sorry, in the future, in the second temple, we have the glass enclosure where we can put our loud students behind the glass enclosure. And they can scream and and yell all they want. Cái chùa chứ mình có cái hay, có cái phòng bằng kính. Tại mình nhốt mấy đứa nít ở sau cái phòng kính, nó la hét, tha hồ nó hét, mình cũng sao. Until then, we have to be patient. We've been patient for 9 years now. Chúng tôi đã kiên nhẫn 9 năm trời rồi. Finally, we've been rewarded with glass enclosure for children. Mình kiên nhẫn 9 năm trời rồi, bây giờ mình có chỗ phòng kính, phòng kiến để mình nhốt mấy đứa nhỏ trong tương lai. Okay? Alright, so patience has its own rewards. Kiên nhẫn từ từ sẽ, mọi chuyện sẽ giải quyết hết. All right. Why do we allow children to stay here? Tại sao mình cho con đi tới ngồi? It's because even though they don't pay attention, even though they're goofing off, even though they are horsing around, the fact they have the ears are working. Nhưng điều mặc dù tại sao mình cho con đi ở chung với mình?
tại vì mặc dù nó ồn ào, mặc dù nó chỉ chơi với nhau, mặc dù nó nhăn mặt, mặc dù nó trong bụng nó trời ông Phật gì cả lắm, cả chớn quá, phải chi mà đi cine vui hơn, mặc dù nó chê bai những điều á, tại nó có tội tụi nó, nó có cái lỗ tai, mà lỗ tai nó vẫn làm việc á, thì tự động cái chủng tử nó trần vào óc tụi nó, đá kia, đó là cách là Phật trị tụi nó đó. So the seeds are planted through their ear organs, and that's how we punish them. All right. So we have the last laugh. All right. Thành ra cuối cùng mình là người mà cười khúc khích nha, tụi nó tưởng là nó coi mặt mình được. All right. So the Hinayana practice is to contemplate this emptiness of self. Thành ra bên Nguyên Thủy đó, họ mở cái chuyện bát nhã đó bằng cách họ quán cái không của cái bản ngã. And to keep on contemplating, so this self is empty, you know, all these attachments are nonsense. Họ quán là cái ngã là không, những cái chấp trước mình thiệt sự là chỉ là vô minh thôi, chỉ là ngu si thôi. And when you do that, and they go through this training, họ có cái phương pháp mà quán như vậy, thì khiến họ thấy được cái không của cái bản ngã. Because they follow this Buddhist methodology, Dharma door, then they are able to see the emptiness of the ego. That's why it's called contemplative. Thành họ theo cái phương pháp mà quán cái tư duy như vậy, quán tưởng như vậy, thì họ sẽ thấy được cái không của bản ngã. Any questions about it? Ai có thắc mắc gì không về cái chuyện này? It's very important. Cái này rất là quan trọng. It's important because it's the first time in the human realm where, thanks to the Buddhist teaching, they're able to attain liberation. Nó rất quan trọng tại cái trí huệ mà cái tư duy huệ này đó là lần đầu tiên mà trong cái nhân gian này nhờ Đức Phật dạy, nhờ cái Phật pháp thì con người đó mới đắc được cái giác ngộ, mới đắc được cái sự giải thoát. Không có cái này thì cái thế gian pháp không thể nào hiểu được. See, the worldly human knowledge cannot bring you and cannot help you unfold this contemplative wisdom. Cái tri thức của nhân gian này đó, không thể nào giúp quý vị mở được cái loại cái tư huệ này. So far so good, let me be blunt. Thì nói một cách trắng trợn cho quý vị nghe. If you practice non-Buddhist path, nói một cách trắng trợn, nếu như quý vị đi theo con đường của ngoại đạo đó, những cái tôn giáo mà ngoài Phật giáo đó, you never be able to open your contemplative wisdom. Thì quý vị sẽ không bao giờ mở được cái tư huệ này. Any questions? Có vấn đề gì không? Okay. If you practice, yes. Yes. And it took me about, I think, more than 5 or 6 years, right? As for Mahayana, it seems that it didn't take him that long. But in Mahayana, it's quicker. In what way? Okay. Why you have to ask these types of questions? Okay. The question is, I have a Thai monk who has a contemplative wisdom. Câu hỏi là thầy có một cái ông sư người Thái Lan là mở được cái huệ bát nhã này, gọi là cái tư huệ này rồi. And he says that based on his monk teacher's methodology, thì nhờ cái sự hướng dẫn của ông sư phụ mình đó, thì ông sư này đó, ông mở được cái huệ này. Mà sau khi mà 10 năm, and took him about 10 years to get there.
Okay, and that's more or less is the norm if you have the proper guidance. Thường thường đó, tốn khoảng chừng đó. Nếu mà quý vị có ông sư phụ mà biết đường đó, thì tốn khoảng chừng 10 năm. It takes about 10 years to get there. Thường thường như vậy. Okay, if you have a good teacher, a great teacher like he does, okay, then you follow his guidance, you get there in about 10 years. Con sư phụ mà giỏi đó, biết đường rồi đó, thì đi theo đường đó khoảng chừng 10 năm sẽ hết. Okay, so it's revolutionary that he shared it with us. Cái chuyện rất là tuyệt vời, rất là quý hóa. Là ông chia sẻ cái bí mật trong cái nghề của ông như vậy. I assure you, not many people would ask and would be able to know how to ask him questions to pry it out of him. Cái do mình biết được là tại vì mình hỏi những câu hỏi mà khiến ông phải trả lời cái sự thật. Ông mới được cái sự kính phục của mình. Okay, so far so good. You ask the right question, they have no choice but give you the right answers. Otherwise, they're lying. Cái hỏi mọi đúng thì họ phải trả lời đúng. Tại nếu không họ trả lời đúng thì họ sẽ nói láo. Got that? So we're very lucky. Chúng ta rất rất là may mắn. And that's why you ask the wrong question, we don't have to answer you. Nếu quý vị hỏi trật, chúng tôi không cần trả lời. We can beat around the bush as well. Mình trả lời quanh co. But when you ask, you know, the proper question, ngược lại cái gì hỏi đúng, thì người ta phải trả lời thẳng quý vị. Okay? So you ask the right question, they have no choice. They have to answer you. Okay? Okay. Yes, cô Quảng Ngân có câu hỏi. Gujin asked if I need to contemplate emptiness, can I contemplate it right now? Thì cô Quảng Ngân có hỏi, nếu mà tôi quán thì nói dạy quán cái không, thì bây giờ tôi ngồi tôi nghe thầy giảng có quán cái không được không? Hỏi hóc búa dữ vậy. Let me think about it. Để thầy suy nghĩ đi. The aim is to answer the first question. Để thầy trả lời câu hỏi đầu tiên trước trong lúc trả lời mình suy nghĩ. And I can think about the second question. Okay. So this first question is that these Thai monks took 10 years to develop his contemplative wisdom. Thầy câu hỏi đầu tiên á là cái ông sư Thái Lan này tốn 10 năm mới mở được cái trí huệ, cái trí huệ tư, cái tư huệ của mình. And in Mahayana, I said it's to us it's kind of slow. Đối với đại thừa chúng ta thì nó hơi chậm một tí. Okay. If it takes us 10 years to open the contemplative wisdom, nếu mà chúng tôi theo phương pháp mà mở cái tư huệ này cần 10 năm trời, then it's probably unlikely that we become enlightened in one lifetime. Nếu theo những cái con đường nó đi á, thì khó mà đắc giác ngộ nổi trong một đời lắm. Why is that? Tại sao như vậy? Because the contemplative wisdom versus the cultivation wisdom is like so far apart. Tại vì cái tư huệ, cái hệ thứ nhì đó, với cái hệ thứ ba là tu huệ đó, nó là một trời một vực. Nếu mà quý vị tu huệ mà tốn 10 năm thì cái tu huệ chắc là phải 10 kiếp. Theo cái đà đó mà đi. Okay. If it takes you 10 years to get to open your contemplative wisdom, it probably takes you at least 10 lifetimes to open your cultivation wisdom. If you gauge on that kind of, you extrapolate at the same rate of progress. Is that clear? That's why I said that methodology is good for the Hinayana, but for us it's too slow. Nên bởi vì thầy mới nói là cái phương pháp đó đối với Nguyên Thủy là sức họ như vậy thôi thì cái đó là đúng rồi. Còn đối với Đại Thừa, cái người có căn cơ Đại Thừa như vậy chậm quá. Way too slow for us. Okay? So yes, in Mahayana we are a lot faster. Về cái Đại Thừa chúng ta thì nó lẹ hơn nhiều. Okay. We have a much faster technology. Chúng ta có những cái pháp môn mà nó mạnh hơn, mà nó lẹ hơn nhiều, nó hữu hiệu hơn nhiều. No two ways about it. And that's how
you have a chance to become enlightened in one lifetime. Bởi vậy, theo những pháp môn đại thừa, quý vị mới có cái cơ hội mới đắc giác ngộ được một trong một kiếp thôi. So far so good? Okay. So the question again to Nancy is what? How is Mahayana methodology faster, more powerful than Hinayana? Tại sao bên đại thừa chúng ta thì nó lẹ hơn mà có hiểu hơn? I guess it's because we know more about training than Hinayana. Tại vì bên đại thừa chúng ta đó là hiểu về cách huấn luyện hơn là bên tiểu thừa. Hinayana, they don't really know how to train their people. That's why it takes them 10 years to train them. Bên đại thừa, bên tiểu thừa họ không biết cái phương pháp mà huấn luyện, thành ra họ phải tốn 10 năm thì họ chậm hơn nhiều. Đại thừa hiểu cách huấn luyện thành ra đi đường tắt. In Mahayana, we understand how to train our people. That's why we have shortcuts that Hinayana does not have. Có những đường tắt bên nguyên thủy họ không có biết. That's the general answer. Đó là cái trả lời mà đại khái cho quý vị nghe như vậy. Does it make sense to you? Just the same thing, you know. You can go the wrong way, or you can take a shortcut. Cuộc đời nó có vậy đó. Quý vị đi theo cái đường thông thường, ngược lại cái có những cái đường tắt. For example, ví dụ. Just to give an example, nói cái ví dụ nghe. I heard of this man here who's like the number one in Chinese martial arts. Thầy nghe có cái chuyện là cái người này là trưởng môn của một cái phái võ bên Tàu. Okay. And they can do, you know, the Chinese have their own different branches of martial arts. Bên Tàu họ có những cái loại võ khác nhau, võ hồng, võ chuối, võ khoai, võ mì, you know. Their martial arts, dog style, crane style, you know, monkey style, you name it, right? Snake style, right? You heard of that, right? Nghe đủ loại võ hết đi. So this guy here is one of these, you know, this his own lineage of martial arts. Cái ông này là ông trưởng môn của một môn phái võ Tàu như thường. Sounds good? Okay. And he says that the reason he became the number one the head of the thing is because usually it's only transmitted by within the family only. The father passes on to the son. Thường thường lý do ông này là được học cái này tại vì cái dòng này là họ chỉ dạy cho con trai thôi. Okay? Dạy cho con thôi. And it turns out that when see how happy the children are? Oh my god. I mean, I don't know how they keep busy all day. It's amazing what goes on a little head. Quý vị thấy con nít nó vui sung sướng dễ sợ, mình hiểu nó sung sướng chỗ nào mình hiểu được luôn nữa. It's no clue. I have no idea. You know, someday maybe Mahayana have a technology to understand what goes on in these little heads. I find it fascinating. Anyway. And when this head martial art man, the previous one, was dying, he realized his children is too young to be able to understand. Thì cái ông trưởng môn cái môn phái này lúc mà ông bị bệnh, ông mới khám phá là mình không có thời giờ mà dạy cho con, tại con của nó nhỏ nó hiểu không được. So what he did is he transmitted to outside this outsider. Thì ông mới truyền cái phương pháp đó cho cái ông này tạm thời. And he says that if you practice this in 3 years, you have the same skills as me. Ông truyền lại nói là nếu dùng cái phương pháp này mà tu đó thì 3 năm sẽ thành võ sẽ thành. Ngược lại cái phương pháp họ dạy ở ngoài đó, dạy cho học trò đó tốn 20 năm mới tới. Okay, whereas if you were to attend the regular classes and pay every month or whatever, it takes about 20 years for you to get there. So they have a special training things
so that they can transmit that knowledge. Thì bên phái môn phái đó họ có cái cách phương pháp mà huấn luyện đặc biệt của họ, 3 năm là thành, ngược lại thay vì 20 năm. So far so good. Same thing, it's called a shortcut. Cái đó gọi là đường tắt. That's all. So far so good. Okay. Same thing. And that's why the answer to the question earlier, number one question, is that Mahayana, we have many, many more experience. We have many, many more shortcuts. Thì nói tóm lại, cái câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên hết á, là tại sao Đại Thừa mình lại hơn? Tại vì á, là người hơn là Nguyên Thủy, là tại vì Đại Thừa mình có nhiều đường tắt hơn, có nhiều cái phương tiện hơn, có nhiều pháp môn mà nó lẹ hơn nhiều. Much faster. Much faster methodologies. For example, we drive a Ferrari, a red Ferrari, instead of a Toyota Camry. Or a Volkswagen. Yuck. Quý vị thấy không? Giống như vậy, quý vị lái chiếc xe mà Ferrari màu đỏ đó, nó lẹ hơn là lái xe bò ệt nhiều. You got that? Okay. Did I answer your question? Okay, đó là xong rồi. Còn câu hỏi thứ nhì, the second question arises, can I open my contemplative wisdom while sitting here and listening to the lecture? Cái câu hỏi thứ nhì, nếu như vậy thì tôi có thể ngồi đây nghe thầy giảng kinh mà mở được cái tư huệ là không? Thầy nói, nếu mà ngủ gật thì không. My answer is if you doze off, then you can. But if you don't, you may be able to. Mà nếu quý vị không á, ngủ gật á, có thể mở được. Why? Why is that? Tại sao? It happened before. Nó xảy ra rồi. It happened before. Now we have someone who decided to who awaken the fact you need to hear with your own ears. What? Say what? Thì vậy thấy không? Là tại sao? Cái việc bằng cớ thầy chỗ nào thầy sẽ nói mà có bằng cớ đâu hoàng? Well, you ask a question, you can answer. You better have the proof. Otherwise, in America, it's called alternative facts. in Mahayana, you say something, you have to prove for it. Bên Đại Thừa chúng ta nói giảng pháp phải có bằng cớ mới nói đàng hoàng. Không thôi sư Mỹ nào, quý vị nói tầm bậy tầm bạ, ta cười cứ ngất, ta nói là quý vị đi gạt người thôi. Okay? It's not like in Asia where they're so scared to ask a master because you ask master the wrong way, he's gonna voodoo you. Nó sứ Mỹ nó khác sứ Á Châu mình quý vị see, even I don't know what I'm talking about. Same thing in Mexico, right? You ask the wrong question, voodoo you, voodoo. Okay. Thế cái cô mẹ học trò mẹ đệ tử mẹ tới cơ thầy cũng vậy đó, cô biết mà, coi là bên mẹ tới cơ mà cứ mà xúc phạm người ta bỏ bùa cái gì đó kìa. Miền Nam mình cũng vậy, Á Châu cũng vậy, cái gì mà hỏi lộn xộn á là mấy ông thầy bỏ bùa cái gì á. Okay. In the West, we can't do that. It's illegal. Bên xứ Mỹ này á, bỏ bùa là nó bất hợp pháp. Am I right? No, no. Oh, really? Voodoo economics. That's correct. That's true. Thank you for reminding me. Thì bằng cớ. So what is the proof? Because that's in Mahayana. Cái đó bằng cớ là bên Đại Thừa chúng ta đó. Okay. Có một cách mà mở quý vị cái tư huệ quý vị bằng cách giảng. There's a way to open your contemplative wisdom through speaking Dharma to you, and you don't need to meditate, you don't need to contemplate. Đại Thừa có những cái phương pháp mà có thể giúp quý vị mở cái tư huệ này mà không cần quý vị, không cần thiền, không cần niệm Phật, không được ngủ gật thôi.
The only thing is you cannot sleep, that's all. Sư cô. Oh. Okay, so far so good. Thành ra Đức Phật á, là Đức Phật á, tức những cái người mà đại trí huệ như Đức Phật á, họ có các Đức Phật á, có cái trí huệ mà họ có thể nhìn quý vị mà nói giảng kinh để giúp quý vị mở cái huệ này ngay lập tức. See Buddhas in the history of Buddhism, trong những kinh điển Phật pháp là có những rất nhiều trường hợp mà Phật giảng kinh mà đệ tử nghe một cái là mở cái huệ ngay lập tức. Right? So that's why it's possible. And I'm no Buddha, mặc dù thầy không phải là Phật. Okay. Phải chi mình Phật thì nó dễ dàng hơn nhiều. If I were the Buddha, it would be so much easier. Thầy không phải là Phật. But it turns out, then in the next question that you should ask is, what about the non-Buddhas? Câu hỏi, quý vị có quyền hỏi. Okay, and I will teach you. And you have the right to ask the question. What about the speakers who are not Buddhas? Can it happen? Like that's what she means. That's what Goyin means. Thì cô còn ngưng câu hỏi cô hỏi hóc búa thầy như vậy. Cô ý cô hỏi là tôi ngồi đây tôi nghe thầy giảng á, chứ không phải Phật giảng á, thì tôi có mở được cái huệ tôi là không? Đúng không phải cô quả ngưng? And this person here is from the other side of the railroad track. Thành thầy nhắc cái vị cái cô quả ngưng này là từ bên Phạm Mật Thành nào phái tới đây làm khó làm dễ mình chứ không phải là phe mình. Okay. And I actually asked her these questions. She said, "Oh, I learned so much about DIBA, and you guys are not don't know anything." Nói tôi từ Vạn Mực Thành tới, tôi gì tôi cũng biết hết đó. Tới đây thầy, cái quý vị dở quá. So what she means is that personally, if she listens to my words, can she attain open her contemplative wisdom? Ý cô gần như vậy là tôi ngồi đây, tôi nghe thầy giảng, tôi có mở được huệ là không? Okay. Thầy trả lời là absolutely maybe. Thầy trả lời là chắc chắn là có thể. Why is that? Tại sao vậy? This is the beauty of Mahayana. Cái này là đặc biệt bên Đại Thừa mới có thôi. How is that? What is so special about it? Huh? What's special about it is that the Buddha does not have to open his mouth. He can open my mouth and speak through me. Cái đặc biệt bên Đại Thừa quý vị không biết là Đức Phật không cần phải đích thân tới dạy quý vị. Đức Phật sai đệ tử tới dạy. What's my proof? Bằng cơ thể đâu? He used to send Mahamogalyana, Shariputra, and etc. etc. Đức Phật lúc mà còn tại thế đó, đã gửi đệ tử mình là Mục Kiền Liên, Xa Lợi Phất, vân vân, để tới nói pháp cho đệ tử mà người ta đắc mở giác ngộ. He sent Mahamogalyana. Ngài đã gửi Mục Kiền Liên. To do what? Tới gì? Tới giảng kinh cho cha mình. He sent Mahamogalyana to come over to explain the Dharma to his dying father, to the father of the Buddha. Do you know that story? Nghe chuyện đó chưa? The Buddha's father reached third stage arhatship. Vua Tịnh Phạn lúc Phật còn tại thế đó, thì lẽ tới nghe Phật giảng kinh đó, thì đắc được tam quả A-la-hán. Okay? When the purified king was alive, he used to follow the Buddha, attend the Buddha's lecture, and he was from listening to the Buddha's lecture, he certified to third stage arhatship. So it is through the Buddha's mouth. Oh,
Quý vị thấy không? Cái là qua cái miệng kim khẩu của Phật nghe thì cái ông kia đắc được ông Tịnh Phạn Vương đó, đắc được cái tứ tam quả là okay, so far so good. Third stage arhatship because he, the king, purified king, listened, attended the Buddha's lecture. But he reached third stage arhatship only. Mặc dù như vậy chỉ đắc được tam quả thôi. So when he was about to die, khi mà Tịnh Phạn Vương sắp chết nơi đó, okay, and the Buddha says, Mahabhagyana, come over and speak Dharma to my daddy. Thì Đức Phật mới sai một kiền liên tới nói pháp cho Tịnh Phạn Vương nghe. And because of that, the purified king certified to forsake arhatship before he died. Thì nhờ như vậy, thì một kiền liên mới bay tới, dùng thần thông bay tới, nói pháp cho Tịnh Phạn Vương nghe. Tịnh Phạn Vương nghe pháp bằng cái đắc tứ quả la hán và tắt thở. Hay không? Ngày cố. So you never know. Thưa quý vị, không thể nào biết được. You need to attend Master Yung Hua's lecture, and someday, who knows? Maybe the Buddha will, you know, say something through my mouth, and you, ooh, you certify, you become enlightened. I hope. Thưa quý vị thấy không? Cái đại thừa mà nó tuyệt vời lắm. Mấy quý vị không thể nào biết được nhiều khi á. Cái ngồi tới nghe thầy Bình Hoa giảng pháp hoài cứ ngủ gà. Xong bữa kia bỗng nhiên sau một thời gian lâu rồi bỗng nhiên Đức Phật thấy cảm động quá, nói trời cái tụi này nó trung thành quá, nó siêng năng, nó tinh tấn quá đi. Thành ngày nhực dây thầy mở cái miệng nói gì bậy bậy không biết, thầy cũng không biết nói gì luôn nữa. Cái vị nghe một cái đắc giác ngộ. Serious, that's how what happens. So my point to you that does it make sense to you that the Buddha, when he sees that the time is right for you, he doesn't need to be there. He can transform into Master Yung Hua. He can transform into a dog barking, into a giraffe, you know, okay, a crane, you know, whatever. Nên quý vị thấy không? Có lý không cô Quảng Ngân? Tại Đức Phật hay lắm. Đức Phật lúc mà giảng pháp đâu cần phải mở miệng mà nói đâu. Nhiều khi phải hiện ra làm ông vua trong cái kinh Phổ Môn đó. Mình làm ông vua, làm ông tướng, làm con sóc. Mà khiến người ta thấy nghe gì đó bỗng nhiên đắc giác ngộ. See? That's a magic of Mahayana. Bên đại thừa mới có cái đó thôi. Nghe cố. So, have faith. Cứ vững cái lòng tin. Don't worry about it. Chỉ lo học. You accrue your hearing wisdom. Tiếp tục nghe cái văn huệ đi. And you never know. You may open your contemplative or cultivate your wisdom. Cái vị chỉ cứ trồng cái văn huệ cái đã, rồi từ 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 đó, nhiều khi Đức Phật thấy cảm động quá sẽ giúp quý vị mở hai cái huệ kia. It's possible. Mà cuối cùng trả lời của thầy là chắc chắn có thể. That's why my answer, final answer is absolutely maybe. Okay? Yes, sir. Master, forgive me for asking. I hope I'm not. Voodoo. But the Buddha, the greatest of all filial beings, why would he not come to his dying father personally to speak Dharma, and maybe his father would be fifth or eighth or ninth stage holy sabha instead of a mere fourth stage? Nasty question. Một câu hỏi khác, khóc búa khác. If you keep on asking questions like this, we'll never be able to finish the slide here today. Quý vị cứ hỏi thầy nói trước, vì I'm warning you. You keep on asking hard questions like this, I will go on strike. Okay. The question is, let me repeat the question. Why do you come today, by the way? The question is, why didn't the Buddha come himself personally? He come himself to his dying father's bed, his father's deathbed, and speak Dharma so that maybe he can certify to a higher fruition. Câu hỏi hóc búa này dễ ghép đồ. Mình phải bỏ bùa rồi đó.
là hỏi là tại sao mà ông Đức Phật mà không đích thân tới nói pháp cho cha mình nghe, cha mình là sao không đích thân tới mà sai đệ tử tới. À, tại vì cái đích thân tới thì có thể là Đức Phật nói một cái ông kia đắc cái quả vị cao hơn không, đúng không? Sao kỳ dữ vậy? Nó hỏi Phật chứ sao hỏi thầy, sao thầy trả lời được? And the answer is, you better ask the Buddha. I'm no Buddha. How do I know what's his motivation? Làm sao mà thầy biết được cái dụng ý Phật được? Đúng không? Stupid question. Câu hỏi dốt. Yes, ma'am. Maybe that the Buddha is so detached that his father is no longer his old father. But all the old folks out there are his father. You believe that? You believe that? The Buddha will renounce his own father and say, you're not my father, the other fathers are more important to me. But they are all my fathers. You're all your fathers. Yeah. Okay. Yeah. But how is he going to answer his mom now? His mom says, how dare you neglect my husband? Huh? Have you thought about that? You know Buddha, that's why you don't know the difficulties of being a Buddha. Con người nói là chắc là tại ông Đức Phật coi là tất cả mọi người cha mình với những người khác đều là cha mình hết, thành ra không có sự phân biệt nữa. Thầy nói không phân biệt, nếu lỡ mẹ ổng chạy tới nói là này cầu đàm tên gì, Phật tên ngoài kia nữa, what does his mom call you, call him by the way, hả? Nói, hey, nhóc con, tại sao mà mày dám khinh thường chồng tao vậy? She's gonna come over and say, hey kid, why, how dare you neglect my husband? Huh? Đó phiền lắm à. You can ignore your daddy, but you cannot ignore mommy. Chủ trương thầy là mình lơ là với cha mình được, chứ còn lơ là mẹ là không được á nha. Okay. The world is ruled by women. Let's face it. Cái thế gian này là cái thế giới của người đàn bà. So you give your own answer? No, that's what I thought you'd say. Then why do you ask the question if you know what I would answer already? It turns out, let me tell you why I feel that the Buddha did not come. Thầy có thể giúp ý kiến, góp ý kiến của quý vị tại sao Phật không đích thân tới mà sai hay đệ tử tới. He has a good point. He's his daddy. Mommy is going to be upset if he didn't come personally. Nếu như cái ông này nói có lý đúng không nè, mình có, you have to come from, you have to understand his difficult situation. The position he's in is not, is very delicate. Vấn đề quý vị phải hiểu là cái tình hình của Đức Phật lúc đó là nó rất là khó xử. Tại sao? Cha mình sắp chết rồi. First of all, his daddy is dying. I don't know about you, but when daddy is dying, you know, you're a little bit afflicted. Cha mình sắp chết tới nơi, quý vị không phiền não hả? Who's not afflicted? Raise your hands, please. See? I rest my case. Your daddy is dying. So you're afflicted already. If you're afflicted, how do you think your mommy is going to feel? Your mommy is not a Buddha yet. Yeah, but the Buddha, nothing afflicts the Buddha though. Quý vị thấy không? Mình đã bị phiền não rồi. Mà quý vị tưởng tượng thì mẹ mình sẽ sao? Mẹ mình chắc chắn là phiền não hơn mình nhiều. You understand the delicate situation. So if you go, you don't go, mommy might get upset. Mình không tới, đích thân tới thì bà già sẽ của mình sao? Huh? She's gonna say, she could say, you unfilial son. Nó là tại sao mà Đức Phật mà bất hiếu vậy? You see? So it's very delicate. A very delicate position. Thành cái vấn đề đó nó khó có nghĩa. I feel that the reason
the Buddha did not come himself personally. Nếu thầy suy luận dùng cái trí mà suy luận ra đó, thì thầy nghĩ là Đức Phật không đích thân tới được. Tại vì because it would be a waste. FIFA. Buddha is a very, very thrifty. Quý vị không biết Đức Phật đó. Cẩn thận, tằn tiện lắm. Không có xài phí đâu. He would never drive a red car. Không bao giờ lái xe đỏ hết. He's very frugal. Đức Phật rất rất là tằn tiện. He feels that for him to come personally would be wasting his father's blessings. Đức Phật mà đích thân tới là cha của ngài sẽ phí cái phước mình, tổn phước của mình. That's why. He said, I can't do that to daddy. And I don't care how upset mommy is going to get. It's daddy's blessings. I cannot waste it. Cái phước của ông cha mình, mà mình tới, ông sẽ tổn phước. Does it make sense to you? It's just like, you know, all it takes is his disciple to make it happen. Why would he come? It would be a waste. You think that seeing the Buddha is a free thing? You see the Buddha, you waste a lot of blessings. Thì vì biết không? Thấy được Phật là tổn phước dễ sợ. Đâu phải là dễ vậy đâu. Agree or disagree? That's the one of the primary reasons that the Buddha does not want to waste his daddy's blessings. Không muốn phí cái phước của ông cha mình. So far, so good? Okay. Are we happy? Okay, any other question? I think Matthew Kang. We still have another question. But like, con hay là con hay cha và gia đình có phúc mà, tại sao thầy nói gì? Tại vì Đức Phật mà muốn gặp Đức Phật rất là tổn phước mới gặp được. Sự thật là vậy, tổn phước dễ sợ mới gặp được. Thành ra tổn phước như vậy mà mới đắc được cái tứ quả là không cần thiết. Tứ quả thấp quá, không cần gặp. You see? So she's still not convinced. I explained to her this way. To see the Buddha requires a lot of blessings. For those blessings, to see the Buddha and only reach a fourth stage sahaship is too low. You don't need to waste it. Mới muốn đắc cái phước báo mà đắc tứ quả là chỉ cần gặp ông Mục Kiền Liên là đủ rồi. Đâu cần gặp Đức Phật nữa. Right? Does it make sense? That's sufficient. That's why there's no waste involved. Cái đó là trí huệ của Phật. Cái Phật không phí của phước của cha mình luôn. He doesn't even waste your blessings. So he knows exactly the exact amount. Okay? Just the exact amount of soy sauce. Cái là nấu cái muốn ngon là vừa đủ cái bột ngọt thôi là vừa rồi. Okay, you put too much MSG, it's no good. Okay? Just the right amount of MSG. Right amount of kimchi. That's it. Mình nấu giống nấu ăn vậy. Cái khéo ở chỗ là mình vừa đủ tí bột ngọt thôi á. Nhiều quá thì nó hư, nó mất, nó quá, nó quá lố. Và ít quá thì chưa đủ ngon. Phải không cô? Yes sir. I don't know. I have to ask the Buddha.
hỏi phải cho thêm tí và giúp cha mình thêm tí, tại vì cha mình mà. Okay. Yes. What? How do you answer him, your buddy? Yes. Yes. Ask question. Yes. No, it has to be, yeah, it has to be 1, 2, 3. You cannot skip. That's a good question. Câu hỏi là phải theo cái thứ tự là không? Văn, tư, tu phải không? Thì là đúng. Phải cần văn mới tư, mới tu được. You have to follow the order. You cannot skip. Cái vị không thể nào nhảy được. Không thể nào đi đường tắt được tới chỗ này. Phải qua cái bài ba cái trình độ đó, the three stages: hearing, contemplative, and cultivation. No way to get out, get around it. Không cách nào đi, con đường nó phải như vậy. These are the three phases. So far so good. All right. And when you become a Buddha, when John becomes a Buddha, he'll do exactly the same thing. He doesn't say, it's my daddy, I should give him more. Because then he'll understand there's no differentiation between daddy or non-daddy. That's basically it. You get it done. Ông này ông hỏi, là cha mình ta mà cho thêm tí, mình có hiếu. Để nói, lúc mình tới trình độ Đức Phật rồi, cái chữ hiếu nó không có nghĩa như mình thấy nữa, ý nghĩa như chúng ta nghĩ là Đức Phật là hiếu với không hiếu cũng là chừng đó thôi, chỉ cần giúp người ta, giúp chúng sanh tới cách tốt nhất để giúp chúng sanh, find the best way to help living beings, whether it's your daddy, your mommy, same thing. All are my daddies. Yeah. Okay. Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Okay. So you have to have the hearing wisdom, and then it helps you open your contemplative wisdom. Thành thứ nhất, quý vị phải nghe văn huệ. Nhờ cái văn huệ có chủng tử rồi, quý vị mới dùng những chủng tử đó mới mở được cái tư huệ. See, you need to first plant the seeds for you to open the second kind of wisdom, contemplative wisdom. You need those seeds. Phải trồng cái chủng tử mới mở được cái này. Remember that. Ok, phải có chủng mới phải trồng cái này thì mới mở được cái huệ thứ nhì. Ok, now the question, the obvious question is that what if you, the seats that can you open the seats to go to the third right away, and the question is no. Cái vấn đề là có thể dùng cái chủng tử mà nghe tất cả những cái văn huệ, mình nghe hết tất cả rồi thì mình có thể dùng chủng tử của cái tu huệ để nhảy cái tới cái huệ thứ ba ngay lập tức, thì làm nó không được. It's not possible. Why is that? Tại sao như vậy? Yes. Con hiểu là như thế. Giả tỷ giờ con đi ra tiểu, con mua một cái máy điện tử, thì cái chuyện thứ nhất là phải nghe cái người bán đó, nó chỉ cách cho mình ráp thế nào. Chuyện thứ nhì là mình phải hiểu cái cách ráp, rồi mình mở ra mình ráp, mình cắm vô. Along the same line, that's correct. That's correct. No. Cái đúng, cái đường nó đúng. And that's the right thing. But let me explain to precisely for you. Thầy nói giảng quý vị một cách mà chính xác cho quý vị nghe. Okay. The why there are three phases. Tại sao phải ba cái giai đoạn đâu? You cannot skip it. There's a reason for it. Và lý do rất là quan trọng. Thứ nhất là quý vị phải có những cái chủng tử của giác ngộ. Number one, you need to have the seeds for enlightenment. No two ways about it. No seeds, no rice. Okay? No seeds, no fruits. Phải có chủng tử mà có trái cây được. So far, so good. Okay? Now, what we need, why phase number two, tại sao qua giai đoạn thứ nhì là tư huệ? It's because you need to empty the self first. Quý vị thứ nhất là phải bỏ cái ngã mình cái đã. Okay, the second phase is very important because you need to empty yourself. You need to not be attached to yourself. Quý vị thứ nhất, quý vị phải cần không còn chấp vào cái bản ngã nữa. Because until then, everything you do is actually to serve your ego.
Tại trước đó mà cái vị chưa bỏ được bản ngã, tất cả cái vị làm đều là phục vụ cho cái bản ngã cái vị hết. Agree, disagree? You say, son, I love you. No, you love yourself more. That's my answer. Cả như người mẹ nói là, người cha nói là, cha thương con vậy, thì trả lời người là không có, là cha không thương con, cha thương cha nhiều hơn người cha thương con. You can say it, mom, mom, you love yourself more than you love me. No two ways about it. Đương nhiên là mình còn, because you still have an ego, mình còn bản ngã, thì đương nhiên cái bản ngã mình tới trước, as long you have an ego, you come first. Agree, disagree? Quý vị đồng ý là không? Yeah. If you have an ego, you come first. Numero uno is you. It's not God. I'm sorry. It's not the Buddha. Khi vì còn bản ngã, thì cái đệ nhất á, nhân á, là quý vị, chứ không phải là Thượng Đế, không phải là Phật, không phải Bồ Tát. It's just you. You are number one. Okay? Any problem? Có ai vấn đề với cái chuyện này không? What's the matter with you? Sao kỳ dữ vậy? You should disagree because, you know, come on, the people sacrifice Mother Teresa, you know, Pope, you know, the Popes, you know, the President, the senators, Gandhi, Quý vị thấy không? Có biết nhau bao nhiêu thánh, những người vĩ nhân như là ông mấy người bậc vĩ nhân trong cái trong lịch sử là người đó, những người đó sao quý vị nói là họ ích kỷ được? It turns out all these great men, if they still have an ego, they're driven by serving themselves first before anyone else. That's a sad truth. Cái sự thật là vậy đó. Họ có vĩ nhân đi nữa, nếu họ vẫn còn cái bản ngã, thì tất cả cái việc họ làm đều phải phục vụ cho bản ngã trước, mới có thể phục vụ cho người khác sau. You got that? As long as you have an ego, you have to serve the ego first. And then before you can serve others. Mình nói mình thương chồng, không có đâu. Nếu mình còn bản ngã, mình thương mình trước mình cái đã, xong với chồng mới thứ nhì. Agree, disagree? Yes? Everyone agrees. You're such wise people. Quý vị có những người có trí huệ tất cả. If I in a normal situation, people would probably object to it. Người thường người ta sẽ không đồng ý với thầy đâu. But you have so much hearing wisdom. Quý vị có biết bao nhiêu cái văn huệ rồi. Thành ra không có ngạc nhiên về cái chuyện này. Okay? So that's why, going back to my point, you need to empty the ego first. That's necessary before you can learn to help others empty their egos. That's the process. Tại quý vị phải diệt cái bản ngã mình rồi mới có thể học cái cách để mình giúp người khác diệt bản ngã của họ. It takes that phase. Agree, disagree? Okay? That's why it is, you cannot skip number two, step number two. Thành quý vị không nên là thể điền tắt cái chỗ này được. It's not possible. Okay? Another way to put it, mà có những cái cách khác giảng cho quý vị nghe. After you empty yourself, sau khi quý vị bỏ cái bản ngã rồi, then you can be trusted with more secrets of the universe that cannot be revealed to idiots, bicycle people. Nói cách khác trắng trợn hơn nữa, là sau khi cái vị bỏ bản ngã rồi á, mới có thể tiết lộ thêm những cái bí mật khác và phàm phu không thể không được nghe. Bicycle people cannot listen to it. They don't have the blessings to listen to it. Cái những người phàm phu không có đủ phước mà nghe những cái chuyện này. That's the truth. Okay? Sự thật là vậy đó. Những phàm phu không có đủ phước, không có quyền nghe những cái chuyện này. Ordinary people cannot listen to these secrets. They're not privy to these secrets. Họ không có đủ phước mà nghe được.
So far so good. That's the truth. Cái sự thật là như vậy đó. You're not blessed enough to hear. It's not for your ears. Không phải để quý vị nghe. It's only for sages. Có những người thánh nhân mới nghe được cái chuyện này thôi. Okay? That's two reasons why you need step number two. You need to become selfless first. Bởi vậy, Thầy nói cho quý vị ngày hôm nay hai cái lý do mà bí mật cho quý vị biết là tại sao quý vị phải trở thành vô ngã mới được dạy tiếp. Có những cái dạy sau khi quý vị vô ngã rồi mới dạy những cái pháp của những cái vô ngã được. In other words, you have to become selfless before you can learn about the selfless people's dharmas. Period. Okay? Does it make sense? Okay. We're going to pass out a basket here today, you know, to help you show your appreciation for the secret, you know, dharma you just learned today. And chúng tôi sẽ đưa cái giỏ để quý vị có thể cúng dường để bày tỏ cái lòng biết ơn về nghe được cái pháp mà độc đáo này mà không có ai giảng. The Chinese don't even know about this. Let me tell you. You will not find this in Chinese. As I told you, Mahayana is only in English nowadays. Ta nói cái vị nghe, cái đại thừa đó, bây giờ nó phải tiếng Anh mới có thôi, còn tiếng Tàu họ không còn nữa. Or Vietnamese, or Tibetan, hoặc là Việt Nam, hoặc là Tây Tạng, or Japanese, hoặc là tiếng Nhật, or Korean. Shabu-shabu. Okay? Or Mexican, doesn't matter. It only in English, tiếng Anh mới có thôi. So far, so good? Does it help? Nah, okay, never mind. So we have, the cultivation is, then you learn a ways to really become enlightened. Okay? Thì bởi cái tu huệ là cái mà quý vị thực sự đắc giác luôn. It's the wisdom of enlightened people. Cái đó là cái trí huệ của cái người mà đã đắc giác ngộ. What is the difference between contemplative and cultivation wisdom? Cái khác biệt giữa hai với ba là hai là tư huệ, ba là tu huệ, khác nhau chỗ nào? What is the difference? See, I'm trying to impress you people that, you know, only you can hear about this in English only. You would not be able to read anywhere else. That's why I'm revealing more secrets than I'm supposed to. And thầy đang dù khỉ quý vị đó, là cho quý vị thấy cái xứ Mỹ mới có những cái pháp như bên Tàu Việt Nam, Nhật này nó không có đâu. Quý vị có thể nào kiếm được, có thể nào nghe được. You cannot hear it anymore. Okay, unless you get on YouTube. Yes, ma'am. What's the difference? Khác biệt nhau chỗ nào? Something like that. That's the right direction. Yes. Anyone else? Yes. Yeah, it makes sense. Oh, yeah, I buy that. Cái là tư là cho mình và tu là cho người khác. Okay, anyone else? Anyone else? Okay, where's the basket again? You want to know the secret today, right? Shucks, it's still too much time left. Còn nhiều thời giờ quá. I don't even, forgot my cap today. Okay. Okay, so what is the difference? Okay, what difference, cái khác biệt giữa tư với tu chỗ nào? What is the difference? Okay, the contemplative wisdom is that you have no ego, therefore you have no attachments. He said, thành cái tư huệ là quý vị là không có bản ngã, thành quý vị không có bản ngã, thành sao có chấp trước được? Make sense to you? If you have no ego, who attaches now? No one attaches. Đúng không? Một khi mà không có bản ngã thì ai mà chấp nữa bây giờ? Make sense? So if you really have no ego and people give you Bulgarini's gelato, chẳng như
Oh, look at Sarah. Oh my God, you have to bring it up right now on Sunday afternoon. Nếu không còn bản ngã nữa thì quý vị nói là tô phở tàu bay thì có ai mà thèm để chảy nước miếng bây giờ? You agree? Yeah. If that's why the beautiful thing about the wisdom is that you have no ego. That's why you have no attachment. Cái tư huệ nó đặc biệt cái chỗ quý vị hoàn toàn không có chấp trước gì hết. Okay? You have no attachment. And they say, look at that hung. Uh-huh. Nói nhìn nhỏ cái kia. Uh-huh. You don't have no attachment. Okay? So far, so good? And the problem is, what is the problem with that? The problem is that others still have attachments. You don't fit in. Khác biệt ở chỗ là những người khác người ta vẫn còn chấp trước, mình không còn chấp trước, làm sao mình ở chung với người ta được? How can you live together? You live with them. You are not bold. You basically get out of here. You're useless to me. Just get out. Okay? You don't belong here. And that's what they do. They stay in the mountains. They hide in the valleys. They hide. Okay? You got that? Thì quý vị thấy không? Những người này không có bản ngã thành họ làm gì? Họ trốn. Họ không thể nào. Yeah. They say, what's so great about Bulgarini gelatos? So I'm happy, perfectly happy with brown rice. It tastes the same to me. Disgusting, these people, huh? You see? It's not even cool. Yeah, it's not cool. It's not cool. Thằng người ta nói sao? Nó là phở tàu bay. Cái gì mà gây ghê gớm đâu? Gạo lứt tôi ăn cũng ngon như vậy thôi. Thằng mấy người ta làm gì? Ta trốn, ta ở chung với mình cũng được. Ta ở chung với mình là mình thấy khó chịu. So they're with us. Okay? We are annoyed by them. They annoy us. We are drooling, salivating, and you're getting excited. And they say, thành ra họ thì cứ tỉnh bơ, còn mình cứ nhảy cà tưng, thèm thuồng, xích xo, còn họ tỉnh bơ. Thành họ không thể nào ở chung mình. They don't belong in society. They don't. They cannot function in society. Okay? That's the problem. Whereas the cultivation wisdom, ngược lại, cái tu huệ nó đặc biệt chỗ nào? They can get excited, and yet inside they're not excited. They drool like hell, but inside they're not drooling. Isn't that cool? Thì cái tu đặc biệt chỗ này là nó họ có thể nhảy cơ tưng được ở ngoài, như ở trong họ không có nhảy. Cái tâm họ hoàn toàn nó vắng, mà ở ngoài đấy nó múa mấy tay chân này nọ, nhảy chảy nước miếng rồi thèm thuộc. Như ở trong á, cái tâm không có động, cái thân nó động thôi. Dễ sợ. Isn't that fascinating? It's so cool. Okay, we get it. Oh, this is so wonderful. This is so, so nice. Oh, this is sublime. Like that, but inside, they don't move. That's the difference. The difference between the contemplative is that they don't move from morning till evening. Thằng cái tư huệ nó không nhúc nhích, nó như cục đá vậy đó. Từ sáng tới tối. Còn cái tu huệ nó nhảy cơ tưng từ sáng tới tối. Nhưng đều ở trong á, nó như cục đá. Không nhúc nhích. Okay? So that's the difference. Yes, ma'am. I
I don't know, because I don't know that state. I'm just describing to you, you know, things I heard. Thành ra cái vị thấy thấy tôi cười đó là cái tu huệ đó là nó ngoài với trong nó khác nhau. So in other words, for the people who have cultivation wisdom, there's a separation between outside and inside. They can coexist at the same being. Thành ra cái tu huệ đặc biệt ở chỗ là ngoài với trong nó khác nhau nên nó vẫn bắt đầu hòa hợp được như thường. It's incredible wisdom. Chưa hề tưởng tượng cái về tương lượng, chưa hề nó tuyệt vời không? And that is called tổng sự. Bởi vậy mới làm đồng sự được. Mới cứu được tụi mấy thùng, mấy thằng khùng mình mới cứu nó được. Mình phải khùng như nó mình mới cứu nó được. Tổng sự. Đồng sự. Và đồng sự. Mình phải khùng như nó mình mới cứu nó được. Mà mình mà xa cách nó là nó khùng, mà mình là tỉnh bơ là mình không thể nào cứu nó được. You are more effective at helping others when you do the same thing as they do. If you, if there's a difference, you're the king and the peasants, you cannot help them. Does it make sense? You stay in your castle, you cannot help peasants. Nói cách khác, cái ông hoàng đế ở trong cái lâu đài của ông ấy, thì không thể nào giúp cái người thường dân mà đang cày ruộng ở ngoài được hết. Khoảng cách nó xa quá. Phải cứu tới lòng ruộng người ta mới cứu người ta được. Fascinating. That's Mahayana. Đại thừa mình như vậy đó. Người ta sao mình vậy? Okay. We blended. Người đại thừa mình là ráp vào, lắp vào. Lắp vào. Phải không sư cô? Yes. Question. Yes. Cultivation will develop your compassion. That's why you need compassion. Bởi vì cái vị thấy, the question is, what about compassion? You open your cultivation wisdom out of compassion for others. You see that these peasants are so suffering so much, and they think they're so great. That's why you have to become a peasant and help them out. Quý vị thấy không? Thành nó đặc biệt ở chỗ là mình thấy mấy cái tụi bác sĩ đó cố nó khổ dễ sợ mà nó nghĩ nó giỏi nó hay, thành mình phải trở thành ba si lô cố để giúp tụi nó chứ không thôi nó không nghe nữa. You see that? Second question behind you. No, that's number three. He has number three. Yeah. No, after he left fifth patriarch, he's got number three already. Yeah. Okay. Anyone else? Yes, sir. Is that partly what you're saying? In order to help peasants, you have to be a peasant. Is that partly being to be one with? If you want to help peasants, you have to be a peasant. Yeah. Help politicians, you have to be a politician. The Buddhist wisdom is that the best way to help them is to do same work. Cái đó, cái bên đại thừa mình á. Là được dạy rằng cái cách mà hữu hiệu nhất mà giúp người ta đó là phải đồng sự. The highest form of help is to do the same work. You want to help acupuncturist, you become acupuncturist or you marry acupuncturist. Muốn giúp bác sĩ thì mình trở thành bác sĩ hoặc là cưới bác sĩ. Okay? See? So my point to you is that to do same work, you don't need to do same work. You can marry them. I like it. These people like it. You bicycle people love it. Những cái người nghe khoái dễ sợ. Thầy nói mình đồng sự, mình cần làm cùng một công việc người ta. Mình có thể mình cưới người ta cũng là đồng sự luôn. Yes, ma'am. You are doing like all those people are doing it. This means that you are acting, not healing. Like if I go to the wedding, I don't care about the wedding, but I laugh, I dance. This means I'm acting. Yeah, a little bit of acting, that's true. No, she's right. It's a little bit of phoniness in it. Yes.
Like, it's like, you know, inside you're not excited, but outside, oh, this is so wonderful, this is so beautiful. Yes, of course, there's a little bit of acting. You know, it's like everything else, you know. That's what you need to do to get an Oscar. You know, what do you expect? It's, the world is not perfect. So, would you say sincere acting matter? Great acting. I mean, this is beyond Oscars, let me tell you. Yeah. It's beyond Oscars. See, you wise people enjoy this too much. Someone said, so it's like you being phony is acting. I said, agree, absolutely. Truthfully, you must have a certain amount of detachment so that you can act, okay? So that you can sell. Nhiều khi mà phải buôn bán phải như vậy. Why do I get a feeling that some of you are not coming back to my lectures anymore? thầy nói là nhiều khi là cái đồng sự mình phải giả bộ, giả đò, thì công nhận mình có một sự lừa gạt trong đó, mình gọi là đóng kịch, đóng làm hề một tí, nhưng đều nhiều khi phải cần làm như vậy. Okay. Thì nói xong rồi, thì có cái cảm tưởng có một số người quyết định tuần sau không trở lại cái chùa này nữa. À, cái chùa này mình học cái chùa dạy toàn là giả bộ không à, không có gì chân chính ở trong hết. So you discovering Mahayana is all phony. Yes, sir. And you said to help acupuncturists, we must marry one or men must we suffer that much? No comment. I know my place. Yes. Any other question? Okay, so that's why in cultivation wisdom, in order open cultivation wisdom, thành ra bởi vậy quý vị muốn mở cái tu huệ đó. Okay, you have to engage, quý vị phải sắp là cả. You cannot isolate yourself, không thể nào để ở riêng ra được. You have to learn. You have the learning. You have to learn so many things. Mình học đủ thứ. Learn how to be a computer, how to be an electrician, how to be a doctor, how to be a mom, how to be a dad. Yeah, cool. Mình phải học đủ thứ hết. Học làm thợ điện, làm thợ mộc, làm thợ nề, làm cha, làm mẹ, làm con, làm đủ thứ hết. That's called cultivation. Yeah, cool. It's wide open, and that's why. You learn these things, okay, for the sake of helping others, not for yourself. Because you have no attachment. Nên cái việc hay dễ sợ là mặc dù mình không còn chấp trước nữa, tại mình bản ngã mình không còn nữa rồi, nhưng đều mình vẫn dấn thân mình ra, mình học hỏi cái này làm nọ. Tại sao này? Để giúp người khác. Phải nhảy vào bùn lại để mình giúp người ta. So in other words, you wade back into the mud. In order to help others, people who are stuck in the mud. Question. Yes. So, hey, what today somebody is in my house, and then we try to help her to meditate, right? But then, for that reason, I was late to the lecture. So, for helping others and not self-meditate, that probably is the right choice. But then, at the same time, not being able shame on you. Shame on you. Yes, ma'am. That's it. I definitely we had a conversation earlier. I was like, no, I should go to the lecture so that I can be strong. You should have. You gotta have set your priorities properly. Okay, any other question? Ai có thắc mắc gì khác không? Yes. Remember, it's a hearing wisdom. You have to. I'm serious. You have to ask yourself. Okay. Sometimes you have to decide. You know whether you need to make a sacrifice somewhere. Okay. And sometimes you need to make a sacrifice. For example, if that person really needs help,
let's say she's going berserk. How can you possibly drop her and go to the lecture? Okay? I would say, go back, get out. Right? Lecture can wait. There's the YouTube. Right? But there are cases where, you know, this person is a bicycle person. Don't waste your time with bicycle people. Okay? So it varies. So it's no fixed answer. Yes, ma'am. You have a question? I was just thinking that there's such thing as OCD. A what? What? I couldn't hear you. What? Yeah, such a thing. What it has to do with wisdom? Just out of the blues? So all of a sudden, someone asked me, is there a thing called compulsive disorder ghost? And my question is that we're talking about wisdom. Why do you ask what is it relevant to my wisdom parameter, my beautiful wisdom parameter lecture? Có người hỏi với thầy, vậy chứ có cái loại ma, loại quỷ mà nó gọi là quỷ ghiền không? Thầy nói, ủa, hỏi gì kỳ vậy? Tôi đã bỏ gần 2 tiếng đồng hồ giảng về cái pháp tuyệt vời gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Mà bây giờ hỏi quỷ đó, liên hệ tới nó. Trời đất ơi. Thôi chú chú chẳng. Sách đầu ra chém lên cái. You know what that means? Thô chú chú chẳng. That's right. You got it. Take her out and chop her head off. Is there a compulsive disorder ghost? Absolutely. God. Okay. Next question. All right. Okay. So that's why it is after you open your contemplative wisdom that sau khi mà quý vị mở được cái tư huệ đó, which is a very hard thing to do. Không phải dễ làm đâu. Rất là khó. Very difficult thing to do. Okay. It's, and then there's so much more fun beyond that. Lúc đó đó thì có nhiều chuyện tuyệt vời. That's why you want to continue to cultivate. Thành quý vị muốn tiếp tục tu. This is why the Hinayana people miss out all the fun in the world. Bởi vì bên Nguyên Thủy họ lỡ chuyến đò này hoài, tội họ dễ sợ. You feel for them. They got stuck here, number two, forever. Họ kẹt ở cái tư huệ này hoài, đời đời kiếp kiếp. They got stuck at this level. Lifetime after lifetime after lifetime. Because the Dharma does not go beyond it. Don't prepare them. They are now not prepared properly for much more beautiful, wonderful things. Thằng bên Nguyên Thủy, họ cứ lỡ chuyến đò hoài, đời đời kiếp kiếp. Họ không được sư phụ họ chuẩn bị để tiếp tục đi để mà khám phá những cái tuyệt vời về cái thế giới này. Okay, so far so good. Yes. A huge difference. Yes. It's just like a bubble versus empty space. Cái sự khác biệt cái hệ giữa cái tư với tu huệ là sao? Nó khác biệt giống như là cái bong bóng. Cái bubble là cái gì ha? Cái bóng nước đó, bong bóng nước đó. Not even a balloon. I'm talking about a bubble on the water. Cái bóng mà bọt á, bọt bóng đó, ok, bọt bóng đó, so sánh cái tư huệ này giống như cái bọt bóng, bọt nước vậy đó, với lại cái không của vũ trụ này.
That's the comparison. Nó dễ sợ như vậy đó. It's no. Yes. But Mahayana, we have many more. You know, in Mahayana, we have so many of these number two that we don't know what to do with them. We make them go sweep the floor, pick up garbage, do, you know, bathrooms. Okay, that's why we train them very early. When you get to number two, you still continue to do bathrooms and, you know. And thật sự thật là bên Nguyên Thủy, Nguyên Đại Thừa mình rất là nhiều cái tứ quả là hán mới trở lên. Nhưng đều nhiều quá thành có chuyện cho họ làm ấy, thành cuối cùng là phải dạy họ, biểu họ đi chùi cầu tiêu rồi, you know, rồi đi quét nhà các vườn này đó. Thành có chuyện cho họ làm. Thành bắt đầu là tập chuẩn bị cho quen, bắt đầu lo đi nấu đi, bắt đầu lo đi quét vườn đi, rồi sau khi tới tứ quả là hán cũng phải đi nấu cùng cái quét vườn như thường. Ok, để mới tu tiếp được. That's how you continue. Yes. But I don't know if this is the right question to ask, but Hinayana four stage arhat versus Mahayana four stage arhat. Mahayana four stage arhat, do they already have some kind of pre-existing like condition really closer to cultivations already? So what's the difference, basically, right? Maybe the Hinayana, I mean, it seems like I don't know how to explain this, but Mahayana four-stage arhat is, even if he's four-stage, they're a little bit more toward the cultivation, more assimilating into our lives a lot easier compared to four-stage Hinayana. So what's the difference? Yeah. So the question to be, what's the difference? The question is, what's the difference? Is that the English? The question is, what's the difference? Well, because what I just said is, one is Hinayana and one is Mahayana. So what's the question? You have to ask the question. You don't ask the right the question, I don't answer. You ask question. Hỏi mà trật thì quanh nó co nó vòng qua vòng đâu cơ. Yeah, so what's the question? What are you asking? Is there a difference between four-stage Thank you. So what's the difference? Sabina, what's the difference, honey? What's the difference? Yeah? The difference is that the difference is in preparation. Okay. Có sự khác biệt chỗ nào? Đặc biệt là chỗ cái sự chuẩn bị. In that in Mahayana, the fact when you get to you open your contemplative wisdom, you say, okay, that's preparation. Okay. Whereas in Hinayana, you say, wow, hey, everyone, look. That's the difference. Thầy giảng nghĩa cái sự khác biệt giữa bên đại thừa với tiểu thừa, cái tư huệ là sao? Cái tư huệ mà tiểu thừa nó tới một cái là nhảy cà tưng la hối la lối om sòm. Còn bên đại thừa mình mở được cái tư huệ là okay, no big deal, really. It's such a small thing for us that you see,
bên bên đại thừa mình cái tư huệ hoặc là tứ quả la hán nó chỉ là một cái diễn biến nó nhỏ dễ sợ, thành không có gì mà phải ghê gớm, không có gì phải khoe khoang. Don't brag about it. It's no big deal to us. Because we know it's a tiny, tiny thing. Tại chúng tôi biết rằng được dạy rằng được chuẩn bị rồi, là biết cái này chỉ là một cái quá trình nó rất rất là nhỏ thôi, cái giai đoạn rất là nhỏ thôi. It's a very tiny thing for the Mahayana people. That's all. Okay? Thành ra không có gì mà ghê gớm hết. So we're not impressed by it. Or nor do we feel we need to go impress people with our attainment. Hoặc là tới đó cảm thấy cái gì gớm thành mình cần phải đi lè lẹt đi khoe người ta đi khiến người ta nể mình, khiến người ta phục mình. Tại cái gì đâu mà cái gì đáng phục, cái gì mà đáng nể đâu. We think it's no big deal, so why do you need to impress people with it? Well, the Hinayana people think they think it's a big deal. Ngược lại thì Nguyên Thủy họ nghĩ là cái sự thành công nó lớn lắm, thành họ bị kẹt cái sự thành công. That's why they stuck on this step, this phase, because they think it's such a big deal. Okay. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Okay. Now let's move on to the first slide of the day. Mình tới tấm đầu tiên. Okay, so actually we've been talking about the next few slides, these concepts, but I put it in the terms that is different angles than the traditional way of explaining it. Thực ra vừa qua cái ngày hôm nay thầy giảng về những cái tấm sau này rồi đều thầy trình bày theo cái phương diện mà Tây phương một tí thôi, chứ thực ra nó đồ nội dung nó tương tự như vậy. Okay. Cái đại thừa nói là đại thì ra là không có gì ghê gớm. Basically, there's no price, there's no big deal. Okay. So the Buddha so far that at this stage he says that the people who open the wisdom, especially the Hinayana people, arhats and pratyeka Buddhas in the Hinayana level, who open their wisdom, meaning the contemplative wisdom. Okay. They should not be attached to that attainment. Thế nào Đức Phật dạy rằng á, những cái người mà bên Nguyên Thủy đó, bên Tiểu Thừa mà họ tu đạt tới cái tư huệ rồi thì họ không nên chấp vào cái sự thành công đó. Okay? And because what happens is that without proper preparation, vì cái pháp họ không chuẩn bị cho họ kỹ, thành ra khi họ tới được cái tư huệ rồi á, họ dễ chấp lắm. If without proper preparation, when you get there, it's very easy to attach to it. And that's another difference. Without preparation, it's very easy to attach to it. Nói cách khác là nếu như quý vị không được chuẩn bị kỹ đó, chuẩn bị trước rồi đó, thì khi mà đặt mở được cái tư huệ đó, dễ chấp, dễ sợ lắm. Nó rất là dễ chấp. Yes, ma'am. They don't have to come back. They don't have to? Yeah, they don't. It's not a big problem. Hmm? For them, it's not a big problem. It's not a big problem. Because third year, they have stopped many times. They still have to come. They're still not out of the woods yet. The fourth stage, they're free. They can do whatever they want. Okay? You want to get fourth. You don't want to get stuck below. You cultivate, you want to get fourth. Don't get caught. Nói mặc dù nó nhỏ nhưng được cái vị tu đó là muốn tu ít nhất phải tới tư huệ, dưới tư huệ là chưa đủ. If you're not, you're below number two, contemplative wisdom, you're not there yet. Your attainment is like, okay, we still look at you as bicycle people. Dưới cái tư huệ, cái vị vẫn gọi là bicycle. So far, so good? Okay. So what happened is without preparation, these people who open the contemplative wisdom, they
they are taught, they believe they have ended birth and death, and they have. In factually, yes, they have, in fact. But that is why they are misled into thinking that the cultivation is over. Vì họ đã liễu sanh tử rồi. Họ lầm tưởng rằng là cái tu hành họ không cần tu tiếp nữa. So far so good. And that's a huge difference between Mahayana and Hinayana. Đây cái sự khác biệt rất là lớn lao giữa Nguyên Thủy và Đại Thừa. Nguyên Thủy, Đại Thừa là giúp quý vị đi từng bước tới đó, để không để quý vị lạc lõng. In Mahayana, we prepare you every single step of the way so that you don't get stuck. Không bị kẹp. Hinayana, you tend to be stuck because you are stuck on your attainment. Tại vì Nguyên Thủy họ không được, không biết cái đó, thành ra họ dễ bị kẹt vào, dễ chấp vào cái sự thành công này. So far so good? Yes. So the Hinayana fourth stage, they're attached to their attainments, literally sitting on their laurels. Yes. That's why it's to them it's a big deal. And they can't escape to become a bodhisattva. The problem is that unless you prepare them before they get there, once they get there, you cannot tell them anymore. You cannot talk to them anymore. It's very difficult to talk to them. Okay. Cái sự khác biệt, that's a very good question. Sự khác biệt như vậy nè. Nếu như bên Nguyên Thủy, họ không có được dạy, không được chuẩn bị. Thành ra khi mà họ tới được cái tứ quả la hán rồi, họ không nghe lời nữa. There's no one who listens anymore. There's no one who needs to cultivate anymore. You understand? Quý vị thấy không? Quý vị tới tứ quả la hán rồi á, quý vị thấy là không còn bản ngã nữa, thì đâu có còn ai cần tu nữa. You see the problem? You get there, there's no more self. Why do you need to cultivate? See the problem? There's no more self. Why do we need to cultivate? It's no ego. I don't need to do anything anymore. Cái tuổi tứ quả A-la nó kẹt chỗ đó, nó nghĩ nó không còn bản ngã, thành nó thì tôi đâu cần làm gì nữa đâu. Đâu còn tôi nữa, thì làm cái gì? Why do you need to do anything? Because there's no ego who's doing anything. See the problem? And that's why if you don't tell them beforehand, you need to continue. Once you get there, you tell them you need to continue and say, there's no I who needs to continue. Quý vị thấy nó kẹt dễ sợ không? Không nói trước á, khi họ tới rồi mà nói ông phải tiếp tục tu, ông người ta nói đâu có ông nữa đâu mà tôi tu làm cái gì nữa. Dễ sợ không? That's why it's so dangerous. That's why it's so difficult to teach these people. Thành ra họ tới rồi mà khó dạy họ, dễ sợ. Yes, ma'am. What if they're happy at this level? Let me ask you. Cứ người hỏi. And what's your name again, ma'am? There's rules in our temple. You don't ask hard questions. Cái chùa mà có luật lệ đang hỏi mà khó quá ông thầy nổi cọc. How dare you? Voodoo. Hỏi khó thầy nổi cọc là thầy bỏ bùa á. So the question is, what's wrong with just my sitting there and enjoying my contemplative wisdom? Có khi sai lầm đâu nếu mà tôi thích đạt tới cái tứ quả la hán, tôi mở được trí huệ tôi rồi, tôi thoát sanh tử rồi, có gì ta hại đâu. How can we explain this? Làm sao mà giải nghĩa bây giờ? These people, he says, I'm happy by myself. Leave me alone. Yes, ma'am. Yeah. And you the same. Hai người hòa giống nhau. Nó rõ ràng là cái tụi nó cột kèo với nhau. Yes, next person. Help Master out. Master, is that a limitation of the small vehicle? Yeah, that's a limitation. Absolutely. Yes, ma'am. Well,
let them suffer. That's what she says. That's what she's saying. Me happy. Tonto happy. Not Tonto's problem. Is that not Tonto's problem? White man. Huh? So what's the big deal? I'm happy. I got what I want. I was unhappy, now I'm happy. Quý vị thấy cái câu hỏi hóc búa này dễ ghét dễ sợ không? Câu hỏi á, nếu cái người ta, nếu người ta mà đắc tứ quả la hán rồi, ta sung sướng, ta hạnh phúc rồi, thì ta để ta hạnh phúc sung sướng có gì tai hại đâu? Đúng không? Tu tiếp làm cái gì? Tại sao cái tôi đã thoát rồi bây giờ bắt tôi đi cực khổ lại làm cái gì? Vô duyên lãng xẹt. Đúng không? Nói Phật kỳ, vô duyên lãng xẹt, con đã thoát rồi bây giờ biểu con chạy vô buồn lại làm cái gì? Đúng không? I got out of the mud. Now you tell me to go back in the mud? What kind of nonsense is this? If you're that selfish, how are you escaping ego? There's a noise somewhere. Like someone is moving and it's not me. Thank you. Okay, so how do you answer that? Chà trả lời cái này bây giờ. Selfish, selfish, selfish. Ích kỷ, ích kỷ, ích kỷ. You should become trở về với Thượng Đế đi. What's wrong? Let me tell you what's wrong. Thầy nói cái vị. No, no, what's wrong with this? Let me tell you what's wrong with that. Let me tell you, it's because you don't know. This is, if you ask me, if a fourth stage arhat comes to me and say, I'm fine, I'm happy. What's wrong with that? Right? Người Đức Quả La Hán tới, nhưng Thư Sa Lan nói là bây giờ tôi đã thoát rồi, tôi sung sướng, tôi hạnh phúc rồi. Có gì sai lầm đâu. I'd say what? Enjoy yourself. Phe ai? Nhỏ này phe ai vậy? Which side are you on? Nói là mình cứ hưởng thụ có gì tai hại đâu. Tưởng trước giờ tưởng nó phe mình. I always thought she's on my side. Anyone else? Yes. Không tới được, ok. Như người ta nói là thì tôi không tới đâu, như tôi sung sướng, tôi tới đó làm cái gì, tôi đâu cần tới đâu, nó khổ cái mấy cái con quỷ đó như vậy đó, nói là tôi sướng quá đấy, tôi tới làm cái gì, tôi cũng vậy thôi à. Yes ma'am. It's stupid. What can I do? That's the answer. I am trying to help, but they don't listen. What am I going to do? Okay. That's the problem. You see the problem? Quý vị thấy không? Nó bây giờ cha mẹ mình sao? Nó cha mẹ thì cha mẹ tôi nói, tôi muốn giúp cha mẹ được. Tôi nói cha mẹ tôi cũng nghe đâu. Cha mẹ tôi như đừng làm công giáo. My parents insist on being Catholic. What am I going to do? Right? My parents insist on being a Lama. What can I do? Cha mẹ tôi muốn làm ông Lạt Ma. Làm gì bây giờ? What are you gonna do? Here's what you do. You got the point? You ask them. Are we talking about the Thai monk, right? You asked him. Mình nói về một người như vậy cho. You give us an example to make it easier. Đừng nói là ví dụ từ người nó dễ chứ. Nói sư Tha Lan đi. Sư Tha Lan mà được một tứ quả rồi. You ask him.
Do you intend to eat only Thai food the rest of your life? Would you like to eat some pho? Bulgarini gelato? Thầy hỏi ngay, thầy hỏi ngược lại. Xưa là đắc đã à, muốn định suốt đời ăn bữa ăn Thái Lan thôi hả? Chứ xưa biết không? À, có ăn thử kim chi chưa? Có ăn thử là phở Việt Nam chưa? Hả? Có uống champagne thử chưa? Hả? Có bao giờ ăn thử gelato chưa? Nói ngay lúc đó. I will talk to him like that. Let's go to Bulgarini's. Then you tell me you don't want to eat this. You don't reason with them. You say, let's go have some sushi. That's how you do it. Làm như vậy. Đừng có nói, you don't talk, you don't argue. Mình mà đấu khẩu với họ, mình đấu không được. Nhưng đều mình dẫn nó tới tiệm ăn à, uống sake. Ăn sushi, uống sake. You eat sushi, you have them some sake. Okay? And you ask them, is it good? And they say, yes, it's good. Then you tell them, ăn xong rồi nó có ngon, nó ngon chứ? That's what you say. If you stay there, you're missing out on so many more wonderful things. Mình làm ăn xong ngon rồi mới nói nè, nếu ông ở đó đó, ông ở lại đó đó, thì ông sẽ không thấy được những cái tuyệt vời khác mà nếu như mình tu tiếp được. Có nhiều khác nó hay, it's much more wonderful things down the road that you definitely want to go for. Mình mới nói là ông nên tiếp tục đi tu tiếp, tại vì càng tu nó càng hay hơn nữa. Okay? And you know what's going to happen? Làm sao nhìn xảy ra? They say, They go back, nó trở về, nó, cũng được. And guess what? And that's a big problem. Thực sự nó rất là khó. That's when usually the Buddhas have to get involved. Lúc đó thường thường Phật mới nhảy vào. The Buddha has to get involved. Why is that? Lúc đó Phật phải can thiệp. Tại sao như vậy? You know why? Biết là sao không La? Tại sao Phật phải can thiệp không? Because it's his problem. Tại vì ông tạo cái vấn đề đó, ông phải sửa cái vấn đề đó. Ông dạy tụi nó tới đó thì nó kẹp, thì ông phải vớt cho tụi nó. Chứ mình đâu có dạy ông đó, dạy tụi nó mình chịu thôi. Thì what happened? The Buddha taught them and brought them there. That's his problem. So now I have to fix it. Now he knows how to fix it. We don't. Thì thật là vậy đó. Phật dạy cho họ tới đó. Thành Đức Phật biết họ sẽ biết kẹt. Thì họ Phật sẽ có phương pháp để gỡ cho tụi nó. Mình không có. We don't have it. The Buddha has it. That's why Buddhas will then appear and then help them out. Lúc đó Đức Phật sẽ hiện ra và giúp họ. Tại vì Đức Phật không thể nào cho họ bị kẹt được. Because he cannot allow them to be stuck. Agree? He knew already. You agree with me? I'm no Buddha. Conceptually, you know that the Buddha knows already he'll be there. They get there, they'll get stuck. So they have a way to unstuck them. But we don't know. Because we're not Buddhas. Okay? Cách trả lời một cách thẳng thắn cho quý vị. Đức Phật khi mà dạy họ cái pháp nguyên thủy đó, Ngài biết trước rằng họ sẽ bị kẹt. Thành Ngài có cái pháp để mà giải cái kẹt của họ. Mà bên này mình không có. You agree? That's my guess. I'm no Buddha, that's why I don't know. But I believe they must have something to unstuck these people. Because they created the problem, they should have a solution for that problem. That's why they call the Buddha's wisdom. Nên quý vị biết không? Đức Phật là người tạo ra vấn đề này, dẫn cho họ tới cái tứ của A-la-hán để họ bị kẹt. Thì chắc chắn thầy tin là Đức Phật sẽ có cái biện pháp để mà giải quyết vấn đề này. Bởi vậy mới gọi là Phật huệ. Mình không hiểu.
That's why it's called Buddha's wisdom, which we don't have. That's why I have no idea. Cái Phật Huệ mới thấy được chuyện này. Mình biết cách giải quyết, mình biết được. We don't know how to fix it. Okay? I assure you, bring him to the sushi, the kimchi, and the kalbis, and the pho, and so on. You know, it's still, they still are not impressed. That's when the Buddha has to get involved. Okay, thầy nói thiệt quý vị, mình làm gì làm, họ tưởng được họ không có đụng đẩy đâu. Tại bởi lúc đó Phật phải can thiệp. Phật mới đủ sức. That's when the Buddha is able to do that, we can. And he's been doing it, so it's no big deal. Sự thật đấy, Phật làm gì hỏi, có gì lạ. Okay? Isn't that wonderful? Thầy, don't worry. Okay? So it means that the two paths, the two tracks, the Hinayana is slower, Mahayana is a lot faster. Okay? So it's this comparison is like the one lane country road that's not paved versus a 10,000 lane freeway. Chẳng thể so sánh cái đường tu giống nhau, giống đi một cái đường làng, đường mòn, mà có một đường thôi, mỗi lần xe mà hai xe hàng ngược chiều là chết đó. Okay? Thì đó là nguyên thủy, còn đại thừa mình là giống như cái xa lộ mà có một vạn cái đường khác nhau, vạn cái lên khác nhau, nó lẻ như vậy. It's how fast it is. Okay. All right, we stop here today. Ngừng lại ngày hôm nay. Thank you very much.